không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Anh xem à, anh muốn giúp em, anh muốn khích lệ em, muốn nói cho em biết trọng lượng bộ đồng phục của phi công nặng bao nhiêu. Tại sao anh phải dùng miệng của Jayden để nói cho em biết? Tại sao anh lại không trực tiếp nói với em? Vừa lúc có một đài truyền hình em cảm nhận rất là tốt. Em tiếp tục coi đài nó đi. Anh dùng channel kia, anh có lẽ anh đã cho ảnh một cơ hội. Anh thật sự không để ý chút nào. Nhưng mà quyền lựa chọn cuối cùng không phải ở trên người anh ấy, có đúng không? Vậy anh nói cho em biết, anh lựa chọn thế nào? Anh muốn em ở lại hay là muốn em đi? Sao em có thể hỏi ngược lại chứ? Sao không thể cho anh một đáp án? Vậy tức là nói, nếu em đi anh cũng không giữ em lại phải không? Anh xem, thực ra là một người lái máy bay, có rất nhiều thứ anh nên dạy cho em. Đừng có nói là dạy, chuyện mà nên chia sẻ với em anh cũng đã nói cho em biết hết rồi. Anh cảm thấy em có năng lực và đi xử lý tất cả. Em đã có thể tự chăm sóc bản thân mình và cũng không cần anh chăm sóc cho em nữa. Cô, em chăm sóc Kiwi đã lâu, em nghĩ một lát để anh coi cho. Không cần, Kiwi sắp đi rồi, lo được bao nhiêu thì cứ lo. Sau khi cô Bì gọi điện thoại muốn nói đón Kiwi đi, em cứ luôn luôn đếm ngược, có phải em không nỡ xa? Em khờ quá, Victor đã khỏe lại, em nên vui cho họ mới phải. Em rất vui cho họ, nhưng em mang thai 10 tháng lại chăm sóc nó lâu như vậy, dĩ nhiên là không nỡ rồi. Hay là em mau sinh một đứa con với Chim Chim? Hả? Luôn anh trai anh ấy cũng không biết tụi em quen nhau, huống hồ là sinh con. Chim Chim không có nói với anh trai sao? Em kêu ảnh đừng nói, em sợ anh của ảnh không chấp nhận em trai của mình sống chung với một cô gái từng sinh con. Kéo dài tiếp tục như vậy không phải là cách. Con dâu xấu cũng phải gặp má chồng, huống hồ gì con gái của anh đẹp như vậy. Phải ha? Dĩ nhiên rồi. Em thật sợ anh trai của ảnh sẽ phản đối. Nhưng dù có ra sao, em đã hứa với mình, em nhất định không được ảnh hưởng đến tình cảm anh em của họ. Với đại vậy sao? Ok. Anh hai, xin hỏi anh muốn cái gì? Coffee please. Dạ được. À, đúng rồi, đây là anh hai của anh. Còn người này tên là Lan Trác Chi, cô cụ. Xin chào. Em không nói với cổ của anh đến sao? Thì bây giờ giới thiệu cũng vậy thôi. Sao hả? Có gì quan trọng muốn nói với anh đây? Anh hai à, em muốn nói với anh là hiện bây giờ tụi em đang quen nhau. Đợi khi nào sự nghiệp của em ổn định thì em sẽ cưới cổ. Vậy đứa con thì sao? Đứa bé hả? Nó dễ thương lắm, nó tên là Kiwi. Coco có một người bạn, chồng của cổ bị bệnh ung thư, nhưng bạn của cổ lại không thể sanh con được. Coco muốn cho họ một niềm hy vọng, cho nên đã sanh ra em bé này. Khi mà chồng của bạn cổ khỏe lại thì họ sẽ đón Kiwi đi. À,
anh có ngày em cũng giống như Diêm Diêm gọi là anh không? Thật ra phải rồi, em lớn hơn Diêm Diêm, cũng là người từng sanh con. Có lẽ trong lòng anh, bọn em không thích hợp chung sống với nhau. Nhưng em rất muốn nói cho anh biết, ở lúc em không vui, anh đã cho em rất nhiều an ủi. Trong lúc anh ấy phiền não, em cũng cho anh ấy rất nhiều khích lệ. Tụi em trải qua nhiều chuyện như vậy, hôm nay mới được ở bên nhau. Anh rất là tôn trọng người như anh. Em biết mỗi một người anh ở trong nhà đều rất hy vọng em của mình được hạnh phúc. Nhưng nếu anh phản đối, em cũng không làm khó ảnh đâu. Anh hay. Đột nhiên em nói cho anh biết là em có bạn gái và còn có con nữa. Anh thực sự rất là bất ngờ đó. Mặc dù anh truyền thống nhưng không phải là quan cố. Trong một năm nay thì Chim Chim thực sự đã chín chắn rất nhiều. Bây giờ thì anh mới biết là tại sao. Thì ra em đã tìm được một cô gái thích hợp. Đứa em khờ này của anh phần lớn thời gian đều dùng để tập bơi, vốn không có thời gian quen biết bạn bè và hoàn toàn không hiểu nhân tình thái thế gì hết. Cô à, anh nghe qua cách em nói chuyện thì thấy em là một người có chủ kiến và độc lập. Có em ở bên cạnh nó, vậy thì anh yên tâm. Đứa em khờ này của anh sau này giao lại cho em. Cảm ơn anh hai. Peter, Kiwi, ba má con đến đón con rồi kìa. Con trai. Cô, cảm ơn cô. Cô luôn kiên trì cho chúng tôi sự khích lệ rất lớn. Tôi và Victor rất hổ thẹn. Khờ quá. Nó là thiên sứ của hai người mà. Là nó cho hai người hy vọng. Bây giờ cuối cùng các người có thể một nhà đoàn tụ. Còn tôi thì công thành thân lui. Cô khờ, không phải nói là không khóc. Cứ mặc kệ người ta đi, không nỡ cũng là chuyện bình thường mà. Em nói đi, bây giờ anh cũng không nỡ xa nó đâu. Kiwi. Nè Coco à, em đừng buồn nữa. Anh sẽ cố gắng. Cái gì? Ý của tôi là sẽ cố gắng làm việc. Trong tương lai sẽ kết hôn và sanh con. Được, Kiwi có thể làm anh trai. Anh trai? Anh trai thật ra là em sanh ra mà. Có phải nên là một nửa của má nó không? Kiwi à, con rất là hạnh phúc. Có tới hai người má thương con. Sau này lễ mẹ có mỗi năm, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng. Cảm ơn chị. Cô khờ quá. Tôi từng nói chúng ta là chị em tốt mà. Em à, là người một nhà. Người một nhà kìa, qua đi. Hiếm khi có được như vậy, hay là chụp một tấm hình gia đình hạnh phúc này, đi. Nè, chụp đi, chụp đi. Hay à, bây giờ không chăm sóc em bé nữa, tan sợ không biết làm cái gì mới được. Em đừng có than thở nữa, cũng lắm thì mình đi dạo, đi coi phim hay là đi ăn. Bằng không thì đi du lịch. Em không muốn làm cái gì cả, em chỉ nhớ tới nó thôi. Cảm ơn. Anh biết, nếu như cả hai đứa mình đều thích con nít, anh nghĩ hay là mình sanh một đứa con đi. Sanh gì chứ, anh có biết là sanh con rất khó, rất đau, anh có biết không? Anh đương nhiên biết, lúc mà em sanh Kiwi, anh cũng ở đó. Em xem, dấu răng của em còn ở đây nè. Nè, anh đáp xuống rất là nhuần nhuyễn. Anh phải biết, mỗi một người khác đều muốn có một chuyến du lịch thoải mái. Ok. Hero, anh nên giao lưu với cộng sự của mình nhiều hơn. Bởi vì anh phải biết cộng sự của mình đang nghĩ cái gì. Không thành vấn đề. Hay. Xin lỗi mọi người, thấy hết rồi. Bởi vì tôi muốn ăn chung với bạn gái tôi cho nên không thể ăn chung với mấy người. Ok. Ok. Bye bye. Bye. Qua kia ngồi. Càng ngày càng có phong độ của đại sư Win, Captain Đường. Hai người họ rất có năng khiếu. Dĩ nhiên là anh hy vọng họ có thể tiến bộ nhiều hơn. Anh xem là Captain Đường, anh cũng là Captain Đường. Hai người nói chuyện là giống nhau. Hai người thi huấn luyện phi công hồi nào? Em cười anh. Không phải em cũng vậy à? Sau khi làm công trình sư, cả người đều khác lúc trước. Khác cái gì? Nói nhiều hơn, sáng suốt hơn. Nhưng quan trọng nhất là càng ngày càng giống một đứa con gái. Anh có thích không? Đâu chỉ là thích, quả thật là yêu.
Anh đi mua đồ ăn. Ê, không có cần uống đâu. Làm ơn. Alo Apple, anh về rồi, tối nay ăn gì? Phiên Phiên, cho dù bận việc anh cũng sẽ đổi ca, anh sẽ tới coi em biểu diễn. Hey, bên này một cặp, bên kia cũng một cặp. Mình đã suy nghĩ chín chắn rồi, mình biết phải chọn thế nào. Mời vào. Rồi à, sao trễ như vậy anh mới đến? Adrian, tôi có chuyện anh này muốn nói với ông. Trước đã. Người đàn ông đó là ai? Người đàn ông nào? Hôm đó không phải tôi cầu hôn với Heather sao? Không phải anh kêu tôi đi đợi cổ sao? Cổ không xuất hiện nên tôi gọi cho cổ. Thì tôi nghe được ở phía sau có giọng nói của một người đàn ông trong đó. Anh nói đi. Heather, ngoài tôi ra có phải có một người đàn ông khác hay không? Thật ra gần đây tôi cũng cảm thấy rất lạ. Tôi hẹn cổ đi dạo phố thì cổ tâm thần bất định, suy nghĩ lung tung. Rồi nè, anh thân với cổ như vậy, không lý do gì mà anh không biết? Adrian à, hãy nghe tôi nói đã. Anh nghe tôi nói. Tôi cảm thấy chuyện này có hai khả năng. Bởi vì Heather gần đây nói với tôi muốn chuyển công ty hàng không. Tôi nghĩ tên gian phu đó nhất định là phi công, có lẽ làm ở công ty chúng ta. Heather không muốn. Hắn và tôi ngứa mắt lẫn nhau, sau đó bị tôi lật tẩy nên muốn đổi công việc. Thứ hai chính là phi công của công ty hàng không khác. Đôi gian phu dâm phụ đó sẽ có thể ở chỗ khác làm chuyện bậy bạ, sống cuộc sống như cá gặp nước. Tôi nghĩ đến là trong lòng thấy giận rồi. Heather trực ca cái gì chứ? Tôi nè, đi cầu không hôn được cổ. Ông không thấy cầu hôn với Heather. Tại sao? Phải, Heather đã có người đàn ông khác và người đó là tôi. Đúng, tôi không có nhiều tiền bằng ông, không có nhà lớn như ông, không có chức vị lớn như ông, tuổi không già bằng ông, nhưng tôi yêu chỉ và chỉ yêu tôi. Anh nói lại lần nữa đi. Tôi yêu chị Heather và chị cũng yêu tôi. Anh có biết tôi là ai không? Hả? Anh dám giành đàn bà với tôi? Hả? Anh có tin tôi đuổi về anh không? Hả? Chuyện gì vậy anh Cảnh? Lúc nãy rồi đã lật bài tẩy với anh rồi. Bài tẩy? Heather, anh không trách em. Anh chỉ trách cái thằng quỷ đó bám chặt em không buông mà thôi. Ờ, như vậy em cũng có chút trách nhiệm. Em có trách nhiệm gì chứ? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Em tốt như vậy, dĩ nhiên có rất nhiều người đeo đuổi. Nhưng em không cần phiền nữa. Anh sẽ đuổi việc nó. Cái gì? Anh là ông chủ mà, anh thích đuổi việc ai thì đuổi việc người đó. Anh làm vậy rõ là công báo thù riêng. Phải đó. Vậy thì sao? Anh là công báo thù riêng, dám giành với anh hả? Đáng đời hắn ở công ty dọn dẹp đồ đạc. Thực ra như vậy càng tốt hết đờ. Em có thể yên tâm mà gả cho anh. Gả cho anh gì chứ? Dạ là xin có thể vì em mà đuổi việc rồi chứ. Anh không được làm như vậy. Hai chị Heather. Chị Heather. Hai. Nè mấy cô coi đi. Ê chị Heather, không phải chị có hẹn với Aaron qua thế giới của hai người? Tôi thiệt muốn đánh anh ngất xỉu luôn. Wow, rất ít khi thấy chị nổi nóng, không có sao chứ. Ok, đừng nói tới anh nữa, tôi muốn hỏi các người có nhìn thấy Roy không? Hey, tôi cũng có chuyện đi tìm Roy, có ai nhìn thấy anh không? Tôi ở đây nè. Anh Roy đang muốn làm gì? Anh giở trò gì đây? Roy, anh đi qua dưới cầu đang xây, Roy đã rớt xuống sao? Hôm nay tôi xin làm phiền mọi người vài phút tại chỗ này làm chứng giùm tôi. Khoan đã. Tôi mặc kệ anh muốn giở trò gì. Tôi chỉ muốn biết anh Cảnh có đuổi việc anh không. Tôi nên vui vì chị đã quan tâm tới tôi, hay nên trách chị là một người lý tính, phá hư bầu không khí?
Nếu không phải là tôi chơi hơi quá như vậy thì em làm sao trở về đây tìm Roy chứ? Heather, đây gọi là chân tình bị bại lộ. Hai người thông đồng với nhau. Phải đó. Anh Roy, anh nói có chuyện muốn tuyên bố mà. Nói đi, chúng tôi nóng ruột lắm. Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Trước kia có một người đàn ông và một phụ nữ. Họ đã vì công việc mà quen biết nhau. Sau đó thì cả hai người đã để lại những ấn tượng nhạt nhòa. Rồi mấy năm sau mới gặp lại. Người phụ nữ đó đã không ngừng giải quyết nhiều vấn đề cho người đàn ông kia, còn người đàn ông thì hoàn toàn không hay biết gì cả. Và lúc ảnh có tri giác thì ảnh đã phát hiện mình đã yêu người phụ nữ này. Anh không sợ em chê anh không chín chắn. Anh không sợ em chê anh không đủ làm điểm tựa. Anh không sợ người ta gièm pha mình là tình chị em. Anh chỉ sợ em không thật lòng đối với anh, mà chỉ đùa giỡn cho vui. Xưa nay đều là thật lòng. Nghĩa là em cũng yêu tôi đúng không? Tặng cho em. Cảm ơn. Lấy anh nha. Mau hứa với ảnh đi. Ảnh là một người đàn ông tốt đó. Rất hiếm thấy người có tình. Chiếc nhẫn này là do anh chọn đó. Lấy ảnh đi. 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 Nè, các vị nhân viên thân yêu, thời gian vui vẻ sẽ trôi qua rất nhanh. Cuối cùng bây giờ vẫn là giờ làm việc. Hy vọng là mọi người tôn trọng cương vị của mình, trở về tiếp tục vì công ty mà liều mạng, cố gắng, nỗ lực. Cố gắng. Hay, em ở đây làm gì? Không, lâu rồi không có về phòng họp này, cho nên tới coi thử. Nhất định là thấy người ta kết cục đoàn viên, cảm thấy chạnh lòng. Thực ra không cần thảm như vậy, chọn nhanh thì được rồi. Chọn cái gì? Chọn anh. Jaden à, anh đừng có tốt với em quá. Em không muốn giống như là lúc trước, làm việc theo tình cảm. Lúc trước em không biết bản thân mình, cái thật sự mình muốn là cái gì. Em có thể làm phi công là vì xem. Em có thể thật sự thích cái ngành này là vì anh. Hai người đều là người đàn ông quan trọng nhất trong đời của em. Đừng ép em nữa. Không phải là anh ép em, nhưng thực sự rất muốn sống chung với em. Nhưng bây giờ em không muốn lựa chọn gì hết. Anh cho em qua cuộc sát hạch định kỳ. Cho em chút thời gian đi.
Good morning. Good morning, Captain Cố. Chuẩn bị sớm vậy sao? Đây là trách nhiệm của một phó phi công đó mà. Em nhất định phải làm cho hoàn mỹ. Well, hôm nay là cuộc thi định kỳ của hai phi công chúng ta. Cho nên em hy vọng, bất luận lúc trước chúng ta từng xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải lấy thái độ chuyên nghiệp để hoàn thành nó. Of course. Morning. Thật là ngại, tôi trễ hơn hai người một chút. Nhưng mà hôm nay tôi là ban giám khảo. Công việc chú ý của tôi hôm nay là ngồi phía sau của hai người để xem biểu hiện của hai người như thế nào. Hai người có việc bao nhiêu bình thường là được rồi. Không làm phiền hai người nữa. Đọc xong kế hoạch bay, em có đề nghị gì không? Kế hoạch bay đã làm tốt lắm rồi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà chúng ta bay qua bên Nhật, thời gian chắc chắn sẽ có sương mù. Sương mù không sao. Tổ kỹ thuật của chúng ta chắc chắn không thành vấn đề. Có thể thấy thao tác độ thấp có lẽ ứng phó được. Cố gắng hơn nữa. Ok, em đi sắp xếp. Kiểm tra tốc độ. Hả? Xảy ra chuyện gì? Sao máy bay rung dữ vậy nè? Thấy chưa? Ghê quá vậy. Hả? Hệ thống cánh máy bay có vấn đề. Máy bay điện tử tập trung. Thu hồi cánh bay. Không thu được. Captain Cố à, cánh bay bên trái xuất hiện vấn đề. Tình trạng tổn hại ra sao? Tôi không rõ lắm, chỉ thấy nó không ngừng lắc lư. Còn tổn hại gì khác không? Cũng không rõ lắm. Ok, cô và những tiếp viên khác hãy mau đi chăm sóc khách hàng. Chúng ta lập tức chuẩn bị về Hồng Kông. Nếu có vấn đề gì, lập tức thông báo với tôi. Dạ biết. Holiday, em ra ngoài coi thử tình trạng máy bay ra sao, trở về báo cáo. Nhận được. Captain Được, có lẽ là cần anh lên để giúp đỡ. Chim chim. Ừ? Anh đã một tiếng rồi anh cái gì? Điều tại ảnh kìa. Liên quan gì tôi? Tôi thấy anh cầu hôn được vui vẻ như vậy, tôi cũng động lòng đó. Không lẽ bây giờ anh rất muốn cầu hôn với cô? Phải. Tôi rất là yêu cô. Tôi nhất định sẽ cầu hôn với cổ, nhưng mà lại sợ quá đơn giản. Trời, cổ không chịu đồng ý, cho nên tôi mới hỏi ý kiến của hai người. Căn cứ theo kinh nghiệm của một người đi trước, tôi chỉ có thể nói chúc anh may mắn. Chưa. Có chuyện rồi. Ê, từ từ nói, có chuyện gì? Máy bay của anh Sam đã xảy ra chuyện. Hệ thống sền dương và xanh lá cây bị đàn áp. Hệ thống lái tự động cũng mất kiểm soát. Để tôi khống chế. Captain Cố, em thấy cánh bay trái ở bên ngoài không thể thu cánh lại và còn chảy dầu. Thế đi. Bọn người của Eddie. Tôi biết rồi. Máy bay của Captain Đường và Captain Cố xảy ra chuyện. Anh hai dẫn xem điều ở trên đó. Thiên Trung đã có hai phi công giỏi nhất ở trên đó, nhất định sẽ không sao. Ok, bây giờ không thu được cánh bay, hệ thống bị chèn ép và bị chảy dầu phải không? Những tình trạng này cộng lại, tôi cảm thấy là có khả năng là vì lúc chúng ta thu cánh lại đã xuyên qua hệ thống chèn ép và lọc dầu. Cố cơ trưởng. Đồng ý. Cấp cứu. Soha 546 đang trong tình trạng bất ổn, yêu cầu trợ giúp bay về Hồng Kông. Soha 546 tín hiệu cầu cứu nhận được. Holiday, tính toán lại hướng gió và khoảng cách ổn định, mau lên. Dạ biết. Captain, bây giờ thiết bị FM bay về Hồng Kông có vấn đề gì không? Check. PM và kỹ thuật giao trên. Thank you. Ổn định ôn hòa. Ổn định ôn hòa. Ôi
Xin trời phù hộ. Con rất nhớ Tracy và Donna. Tên Đường đã tính toán xong khoảng cách không có vấn đề, gần 166 hải lý. Chúng ta không có dầu áp, bây giờ phải dùng sức nặng đi bay, đó là chuyện hết cách thôi. Nhưng nếu dù cách này, giá bay đáp sẽ không thu được, nhất định sẽ bị rớt xuống. Giá là chúng ta muốn dùng hệ thống xe chạy bằng tay, mỗi bên không được vượt quá 1000 psi, nếu không bánh xe sẽ bị nổ. Sau khi bánh xe bị nổ, chúng ta có thể dự tính được tất cả tình trạng, sẽ rất là nguy hiểm. Ok, bây giờ chúng ta chỉ có thể khống chế được 1/3 chảy dầu và không thể dùng reverse. Mọi người đã hiểu tình trạng của chúng ta bây giờ. Đã chuẩn bị vào sân chưa? Tôi thả giá đáp xuống. Giá đáp đã thả xuống. Kiểm tra. Chín trăm mét cuối cùng. Bên trái 1000, bên phải 1000. Cũng đến đèn đỏ, chỉ còn lại 300 mét cuối cùng. Thật ra đang mong muốn quà kết tinh tình yêu của mình càng có ý nghĩa hơn. Ngưỡng mộ. Có phải đồng lòng rồi không? Xin lỗi. Có biết là trai hay gái chưa? Chúng tôi định sau hôn lễ mới đi siêu âm, coi như là món quà kết hôn. Trai gái đều không quan trọng, đều là món quà của ông trời. Hôm nay mọi người có thể tới dự hôn lễ của hai người, xem như là món quà của ông trời rồi. Ông trời cũng nói với chúng ta phải trân trọng người trước mắt. Yên tâm, anh nhất định sẽ trân trọng em và baby. Dĩ nhiên rồi. Đừng nói em bé nữa, hai anh của chúng tôi còn chưa có xuất diện. Ý không phải đâu, sáng nay Holiday nói chuyện với tôi rất vui, nói ăn sáng với Sam xong sẽ qua đây. Không đâu, sáng nay anh của tôi cũng nói với tôi rất là vui, nói là có hẹn với Holiday. Tiêu rồi, hôm nay tôi kết hôn có phải không có người chứng hôn không? Tầm bậy tầm bậy, đừng có nói những chuyện không hên. Thế
Xin chào mọi người. Hi, đến rồi, đến rồi kìa. Tặng cho em nè cô. Cảm ơn anh, đẹp quá. Tôi cũng có phần trong đó. Cảm ơn. Hai anh cùng nhau đi mua hoa hả? Có gì lạ đâu, chúng tôi không mua, mấy người đẹp có gì mà dành. Có phải hiểu làm hai người là tình nhân không? Mọi người thấy chúng tôi xứng hay không? Vậy thì hôn cái đã. Anh xem những lúc Holiday không ở đây dám ngoại tình hả? Nói thật, Holiday đâu rồi? Người này bây giờ là đi nghỉ mát rồi sao? Bánh ở đây ngon quá ha, lần sau tới nữa nha. Mình đi qua bên đây đi. Thiên sứ bảo vệ. Đèn cũng đỏ rồi, chỉ còn lại 300 mét cuối cùng. Giây phút hồi nãy anh đang nghĩ cái gì? Tất cả chỉ nghĩ tới em thôi. Em cũng vậy. Bây giờ tới giờ làm lễ rồi đó. Không thể nào, còn 15 phút nữa mà. Cô dâu phải trang điểm. Mai là cô dâu không phải em, nếu không thật là không giống ai hết. Hôm nay đã không tệ lắm, không có y phục, không chỉnh tề. Em làm cái gì mà tới trễ vậy hả? Hôm nay em đến trễ là có nguyên nhân. Em bị mất món đồ quan trọng nhất của mình. À, sao lại ở chỗ của anh? Em nghĩ kỹ lại xem, làm sao mà đi rước ngoài quán bar. Hà Niên Hy, anh thấy em sẽ không thay đổi đâu. Cấp trên đường sẽ cực khổ cho anh. Chê đình. Hôm đó ở trên máy bay là anh bảo vệ chúng tôi mới không xảy ra chuyện gì. Cho nên thiên sứ bảo vệ này là má mi tặng cho em. Em nghĩ hôm nay có cơ hội gặp được anh nên giao cho anh. Tặng cho anh hả? Tặng búp bê này coi như là quà ngủ cho anh sao? Cái gì chứ, cái này quan trọng lắm đó. Hey, tới giờ rồi kìa. Ok, đi thôi. Anh mệt quá, mắt của anh đã bị thâm quầng, chỉ nhìn thấy ánh sáng chết mà thôi. Đâu phải, vậy rất đẹp trai. Tại sao phải đi mua sô-cô-la sớm như vậy chứ hả? Thì tại vì hôm nay chúng ta đi đám cưới mà. Giả lại đêm nay sẽ về, bây giờ không mua chừng nào mua? Mình đi về bên anh mua cũng được mà. Là bởi vì anh lúc nào cũng mua cho Zoe ở cùng một tiệm. Anh không cảm thấy chán, nhưng mà người ta cũng cảm thấy chán. Hả? Bắt đầu chia anh chán rồi phải không? Có phải không? Có phải không? Hoa, wow, anh coi kìa. Chỗ này thì là đẹp quá à. Nếu như có thể ở giáo đường này mà kết hôn, chắc rất lãng mạn ha.
em định làm gì với ai? Với ai? Thật ra nhìn thấy cô kết hôn với Jim rất vui như vậy. Đột nhiên muốn lấy chồng hay sao? Không phải, tính của em vẫn chưa có chín chắn. Em không tính là ổn định sớm vậy. Cái gì gọi là tánh không ổn định? Là cái loại không bằng lòng thì bỏ đi hay sao? Hãy mau đặt hàng trước đi. Anh sợ hả? Em muốn xem thử có phải có người muốn thay đổi em nữa không? Lúc nào cũng muốn em sửa này sửa nọ. Là ai dám to gan vậy? Là ai? Mau lên, ra đây đi. Là ai? Đường xem. Không phải. I love you just the way you. Có được hay không? Câu này có được hay không? Nghe xong có chảy nước mũi chút xíu này hay không? Chướng mắt. Mình cảm thấy thì là chướng mắt. Mọi người đều nghĩ mình lẻ bóng một mình tội nghiệp lắm phải không? Xin lỗi. Thật ra từ đầu tới cuối mình cảm thấy mình rất là thoải mái. Nhưng mà cũng không thể nói mình hoàn toàn chưa từng yêu. Trước giờ mình không có tin gì cả, chỉ tin bản thân. Nhưng cho tới ngày hôm nay thì mình bắt đầu tin vào ý nghĩa của thiên sứ bảo vệ sau lưng. Có người nói duyên phận do trời định sẵn. Nhưng ở thế giới hiện thực, bạn tưởng thật sự nhờ trời ban duyên thì có thể cả đời mỹ mãn sao? Tất cả quan hệ có thể tu thành chánh quả, thật ra đều nhờ con người. Là nhờ hai người giờ phút nào cũng phải nỗ lực, thật lòng kinh doanh. Dĩ nhiên không thể coi như là trò đùa. Nếu không sẽ chậm trễ đời người, sao có thể thiên trường địa cửu bảo vệ đối phương? Nói tới bảo vệ một người, trọng điểm là phải bảo vệ tới cùng. Nhưng nói thì dễ, làm thì rất khó. Dù đối với bạn bè, đối với người nhà, sự thử thách lớn nhỏ vốn là không có gì cả. Nhưng mà chỉ cần bạn không có xem thử thách là vết thương, hiểu được quên đi và tha thứ. Vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã nắm được mấu chốt lớn nhất để bảo vệ một người. Giả lại sau đó bạn nhất định sẽ cảm kích. Có một số thử thách lớn lớn nhỏ nhỏ cùng mọi người trưởng thành. Cho dù cuộc sống tốt hay là cuộc sống xấu, đều có người cùng bạn sánh vai tác chiến. Thua một trận đánh, thắng một trận đánh, đều có người chờ bạn trở về. Cùng bạn cười, cùng bạn khóc. Bạn bảo vệ cũ, cũ bảo vệ bạn. Ấm áp cỡ nào. Nhưng mà mọi người cũng đừng tưởng thiên sứ bảo vệ chỉ biết bảo vệ tình người, bạn bè, người nhà. Bán sức dụng tâm, chu đáo thỏa đáng, còn có một đám đồng nghiệp của mình. Mỗi một người trong họ đều giống như tôi, hiểu được sự nặng nhẹ của bộ đồng phục này. Họ sẽ lấy sự an toàn thoải mái của bạn làm chỗ dựa lớn nhất. Vô số thiên sứ bảo vệ đều rất nhiệt tình trên mỗi một chuyến bay. Họ chỉ hy vọng bạn có thể vui vẻ hạnh phúc bay ở trên không trung. Bay đến nơi bạn muốn tới, gặp người bạn muốn gặp, biến nguyện vọng của bạn thành sự thực. Cho nên mỗi giá bay, mỗi một sân bay, thiên sứ bảo vệ luôn có một người ở gần đó. Nhưng mà có một vấn đề tôi luôn nghĩ không thông, chính là trên thế gian này rốt cuộc có duyên phận thiên sứ trước hay là có thiên sứ bảo vệ trước? Bạn vì bảo vệ một người cho nên kết duyên với cổ, hay là vì bạn và cổ có duyên nên định sẵn sẽ bảo vệ đối phương suốt đời? Bạn hỏi tôi ra sao, đang ở chung với ai? Tình yêu đối với tôi đã không còn tính khiêu chiến, chỉ là bảo vệ một người, không có hứng thú. Làm phi công bảo vệ 300 mấy hành khách, dễ dàng biết mấy. Tôi quyết định trở về chiến trường thật sự, chiến đấu vì thế giới hòa bình. Người tôi bảo vệ là 600 triệu người.
Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.